Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về các hãng hàng không trong nước và điều kiện dự tuyển tiếp viên hàng không của mỗi hãng ra sao để các bạn có thể tìm hiểu, lựa chọn hãng hàng không nào bạn thích nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất nếu muốn ứng tuyển trong tương lai. Hiện tại có 4 hãng tuyển tiếp viên hàng không thường xuyên là Vietnam Airlines, Pacific Airlines, tên trước đây là Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có thêm hãng Viettravel Airlines nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về yêu cầu của từng hãng nhé. Trước hết chúng ta sẽ cùng xem 4 hãng trong nước theo thứ tự thâm niên. Hãng đầu tiên là hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, được thành lập vào năm 1956. Hãng được đánh giá 4 sao theo tiêu chuẩn của Skytrax. Năm 2010, Vietnam Airlines đã chính thức gia nhập Liên minh Hàng không SkyTeam. Đồng phục của tiếp viên nữ là áo dài màu xanh ngọc hoặc màu vàng, tóc ngắn hoặc búi gọn. Đồng phục của tiếp viên nam là bộ suit màu xanh đen với cà vạt màu xanh hoặc vàng. Yêu cầu dự tuyển của Vietnam Airlines như sau: nữ từ 20 đến 26 tuổi và cao từ 1m58 tới 1m75, nam từ 20 đến 28 tuổi và cao từ 1m68 tới 1m82. Nếu bạn đã từng bay cho các hãng hàng không khác với trên 3 năm kinh nghiệm thì bạn được dự tuyển tới 30 tuổi, hoặc nếu bạn đã từng là tiếp viên của Vietnam Airlines thì bạn được dự tuyển tới 35 tuổi. Vietnam Airlines yêu cầu ứng viên tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Về tiếng Anh thì bạn phải đạt 600 điểm TOEIC hoặc những chứng chỉ tương đương khác như TOEFL, IELTS, ưu tiên những ứng viên biết ngoại ngữ 2. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể vào trang web của Vietnam Airlines rồi tìm mục việc làm với Vietnam Airlines ở phía cuối trang. Hãng thứ hai là hãng hàng không Pacific Airlines, được thành lập vào năm 1990. Đây là công ty con của Vietnam Airlines. Tên đầu tiên của hãng là Pacific Airlines, năm 2008 đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines hay còn gọi là Jetstar. Và mới đây, tháng 6 năm 2020, hãng đã về lại tên cũ là Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới được truyền cảm hứng từ màu sắc chủ đạo của Vietnam Airlines là màu xanh dương. Yêu cầu dự tuyển của Pacific Airlines như sau: nữ từ 18 tới 28 tuổi và cao từ 1m58 tới 1m75, nam từ 18 tới 30 tuổi và cao từ 1m68 tới 1m80. Pacific Airlines yêu cầu ứng viên tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Về tiếng Anh thì bạn phải đạt từ 400 điểm TOEIC hoặc có những chứng chỉ tương đương khác như TOEFL, IELTS hoặc bạn tốt nghiệp cao đẳng hay đại học chuyên ngành tiếng Anh. Ưu tiên những ứng viên biết ngoại ngữ 2. Riêng Pacific Airlines thì có bài kiểm tra bơi đầu vào, ứng viên sẽ phải bơi liên tục 50m, bạn có thể tùy chọn kiểu bơi. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể vào trang web rồi tìm mục việc làm ở phía cuối trang. Hãng thứ ba là hãng hàng không Vietjet Air, được thành lập vào năm 2007. Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới với chi phí tiết kiệm và nhiều lựa chọn cho khách hàng. Đồng phục của tiếp viên nữ là áo thun cách điệu và quần shorts, tóc có thể thả ngang vai hoặc búi và đội mũ. Đồng phục nam là áo thun đỏ cách điệu và quần tây đen. Yêu cầu dự tuyển của Vietjet như sau: tuổi từ 18 tới 30 và nữ thì cao từ 1m6 tới 1m7, nam cao từ 1m7 tới 1m8. Nếu nữ cao 1m58 hoặc nam cao 1m68 mà điểm TOEIC của bạn trên 600 thì bạn sẽ vẫn được dự tuyển. Vietjet yêu cầu ứng viên tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên và bạn phải đạt từ 400 điểm TOEIC hoặc có chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc tốt nghiệp đại học cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh hay bạn tốt nghiệp ở các trường tại những nước có sử dụng tiếng Anh. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể vào trang web tìm mục chúng tôi ở phía đầu trang và xem cơ hội nghề nghiệp. Hiện tại, hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam là Bamboo Airways, được thành lập vào năm 2018 với định hướng trở thành hãng hàng không 5 sao. Đồng phục của Bamboo là sự kết hợp giữa màu xanh lá cây, kem nhạt và màu nâu, nữ để tóc ngắn hoặc búi gọn và đội mũ. Yêu cầu dự tuyển của Bamboo Airways như sau: tuổi từ 18 đến 30, nữ cao từ 1m6 trở lên và nam cao từ 1m7 trở lên. Bamboo Airways yêu cầu ứng viên tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên và TOEIC phải đạt từ 500 điểm hoặc có những chứng chỉ tương đương khác như TOEFL, IELTS. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể vào trang web tiếpviênhangkhong.bambooairways.com. Bây giờ mình sẽ so sánh yêu cầu dự tuyển của 4 hãng. Về điểm TOEIC thì Vietnam Airlines yêu cầu cao hơn 3 hãng kia là điểm TOEIC của bạn phải từ 600 trở lên. Tuy nhiên, Vietnam Airlines cho phép bạn dự tuyển trước, rồi sau khi bạn đậu thì có thể bổ sung chứng chỉ TOEIC trong vòng 3 tháng. Kế tới là hãng Bamboo Airways với yêu cầu điểm TOEIC phải từ 500 trở lên. Hai hãng Vietjet Air và Pacific Airlines đều yêu cầu điểm TOEIC từ 400 trở lên. Về tuổi thì Vietnam Airlines yêu cầu ứng viên phải từ 20 tuổi, còn 3 hãng kia yêu cầu từ 18 tuổi trở lên.
Về chiều cao thì Vietnam Airlines và Pacific Airlines đều yêu cầu nữ từ 1m58, nam từ 1m68. Còn Vietjet và Bamboo Airways yêu cầu nữ từ 1m60 và nam từ 1m70. Trong 4 hãng thì chỉ có Pacific Airlines là yêu cầu ứng viên phải biết bơi rồi và ứng viên sẽ phải kiểm tra bơi 50m. Trong khi 3 hãng kia thì không kiểm tra bơi đầu vào, nên nếu bạn chưa biết bơi thì sau khi trúng tuyển, bạn vẫn có thể tranh thủ học bơi trong 1-2 tuần để kịp tham gia chương trình đào tạo. Vậy là để trở thành tiếp viên hàng không thì các bạn có 4 hãng hàng không trong nước để lựa chọn. Bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không cho hãng hàng không nào nhất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận nhé! Video sau mình sẽ nói về tất cả các hãng hàng không nước ngoài trên thế giới có tuyển tiếp viên hàng không là người Việt và yêu cầu của từng hãng. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và may mắn!